các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng cũng như cài đặt cái nhiệt đồng kế tự ghi này vào máy tính cũng như lấy dữ liệu ra. Thì đây là một cái nhiệt đồng kế của hãng Elitech, sản xuất theo tiêu chuẩn của Anh, và cái này thì được sản xuất tại Trung Quốc. Và đối với cái máy này thì nó ghi được nhiệt độ, độ ẩm, và nó sẽ tự lưu với cái kết quả là 160.000 lần cho toàn bộ cái quá trình lưu dữ liệu trong máy. Thì đây mình sẽ mở máy ra. Và cái máy này thì khi sử dụng ở các nhà thuốc thì cần phải có một cái giấy hiệu chuẩn. Đây là cái giấy hiệu chuẩn của một cơ quan được cấp phép làm hiệu chuẩn cái máy nhiệt đồng kế này. Và cái này thì thường dùng cho các nhà thuốc cũng như công ty dược. Và đây là máy. Đây là máy. Thì đây là tem hiệu chuẩn. Cái tem này có hiệu lực trong vòng 1 năm. Đằng sau đây sẽ là lắp pin, trong này có một quả pin. Và bình thường thì cái máy này nó sẽ để ở chế độ là màn hình tối như này để cho tiết kiệm pin. Còn mình muốn máy hiển thị cũng được thì cái đó mình sẽ cài đặt. Còn bình thường thì khi mà mình bấm thì nó sẽ lên. Và đây nó đang báo lỗi là do mình chưa cắm các cái đầu dây. Và ở trong hộp đi theo máy sẽ là phụ kiện gồm có một dây ghi nhiệt độ, một dây ghi độ ẩm và một dây để kết nối với cả máy tính. Thì đây cái dây trắng là để đọc cái độ ẩm của môi trường, thì mình sẽ cắm ở cái rắc cắm ở bên trên. Và cái dây này là dây nhiệt độ, mình sẽ cắm ở rắc cắm bên dưới. Và thực ra hai cái dây này thì cũng không thể cắm lẫn lộn cho nhau được, vì nó cái chân rắc nó một cái to và một cái nhỏ. Còn đây là cái cáp để mình kết nối giữa máy tính với cái nhiệt đồng kế để lấy dữ liệu về. Thì mình sẽ cắm sang bên hông đây. Và cái đầu bên này thì lát nữa mình sẽ cắm vào ổ USB để mình lấy dữ liệu. Và bây giờ mình bật lên thì nó sẽ hiển thị tức thời cái nhiệt độ tại thời điểm mà nó ghi được. Đấy. Nhiệt độ đang là 27 độ C và độ ẩm là 51%. Số bên dưới đây là kết quả đã ghi là 21 lần. Với cái máy này thì sẽ bên trung tâm họ sẽ đặt là cứ 1 giờ máy nó sẽ ghi một lần. Và cái màn hình này thì nó sẽ bấm lên và nó sẽ hiển thị trong vòng độ khoảng 15 giây, sau đó nó sẽ tắt. Cái này để tiết kiệm pin. Và như vậy là chúng ta chỉ có thể xem được cái nhiệt độ tức thì khi mà chúng tôi bấm lên. Và chúng ta muốn xem cái kết quả mà nó lưu từ cái ngày mà mình bắt đầu mình cắm cái hai cái dây này vào, thì chúng ta phải cài đặt một cái phần mềm. Mình sẽ lấy cái phần mềm đó từ trên Google và mình cài đặt về máy tính. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt cái phần mềm đó vào máy tính nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào Google và chúng ta tìm kiếm cụm từ Elitech uk.com. Rồi sau đó chúng ta kích nút vào trang chủ của hãng Elitech. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến phần product, chúng ta kích xuống phần thứ hai và chúng ta di chuyển con trỏ tìm đúng với cái máy mà chúng ta cần, đó chính là cái máy GSP6. Chúng ta kích nút vào đây. Rồi như vậy là máy nó đang download. Sau đó chúng ta vào phần software, chúng ta kích vào phần download.
Rồi như vậy là máy nó đang download về máy tính nhận. Chúng ta đợi một vài giây thì máy nó sẽ download xong cái phần mềm mà này, và sau đó chúng ta sẽ giải nén và chúng ta sử dụng ở trên máy tính. Và chúng ta kết thúc ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt cái phần mềm này. Thì chúng ta kích vào chữ run để cho nó chạy. Rồi, yes. Ở đây thì hiển thị chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung chúng ta để mặc định là tiếng Anh. Ok. Next. Intel. Máy nó đang chạy nhãn và nó chạy về máy tính. Rồi chúng ta sẽ kích vào chữ Next. Ở đây nó hỏi là chúng ta có chấp nhận cái phần mềm này không, thì chúng ta kích vào phần trên chấp nhận phần mềm, sau đó chúng ta kích Next rồi Finish. Tiếp theo là Finish. Rồi, chúng ta đã cài đặt xong cái phần mềm mà Elitech về máy tính. Thì khi chúng ta cài đặt xong thì nó sẽ ra một cái biểu tượng như thế này. Trước khi muốn sử dụng thì chúng ta sẽ phải cài đặt ở cái nhiệt độ kế. Đây, chúng ta sẽ cắm như thế này. Đầu đọc nhiệt độ, đầu đọc độ ẩm à. Sắt cắm kết nối với máy tính và cái này thì cắm vào đầu USB. Sau đó thì chúng ta sẽ Kích nút vào biểu tượng. Sau đó Yes. Như vậy đây là cái giao diện của cái phần mềm mà đọc kinh nghiệm của cái Elitech. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tích vào chữ download để cho dữ liệu nó sẽ chạy từ cái nhiệt ẩm kế về máy tính. Và khi nãy thì chúng ta nhìn thấy cái biểu tượng đây nó màu tối và bây giờ nó chuyển sang màu xanh, như vậy ok. Đây là dạng biểu đồ hỗn hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm, do là cái máy này của mình mới cài mới chạy là nó không thể hiện nhiều. Đây là hỗn hợp, còn đây là nhiệt độ và đây là độ ẩm, còn đây là dạng xem theo quy theo từng giờ. Và như ở trên đây thì mình đã cài đặt là từ 14 giờ chiều ngày mùng 8, và ngày hôm nay thì mình có cắm thử trước đó nhiệt ẩm kế, và ở đây là nhiệt độ là 25.9 và độ ẩm là 53.6. Thì cái này chúng ta sẽ lấy ra để làm báo cáo, và chúng ta sẽ trích xuất dữ liệu. Thì chúng ta sẽ vào phần export data, rồi chúng ta sẽ có thể là export data ra các cái file như Excel hoặc PDF. Thì chúng ta tích vào Excel này. Thì bắt đầu là chúng ta sẽ thay tên là nhiệt độ. Rồi ok, mình lưu ở desktop này, save này. Ok, rồi sau đó mình tắt đi. Và chúng ta mở ra chữ nhiệt độ thì nó đã ghi lại toàn bộ cái dữ liệu mà nó đã lưu vào trong máy. Cái phần mềm mà Excel của mình nó đang bị lỗi, chứ không thì nó sẽ ra cái bảng như y như lại trên cái màn hình như thế nào thì nó sẽ ra như thế. Và cái bước tiếp theo mà chúng ta sẽ cần làm đó là nếu như chúng ta muốn điều chỉnh nhiệt độ của cài lên hoặc là cài lùi thì chúng ta sẽ phải export data ra trước. Thì khi chúng ta lấy dữ liệu, khi chúng ta thay đổi cái cài đặt thì cái dữ liệu từ ngày chúng ta
thay đổi trở về trước, nó sẽ biến biến mất. Đó, chính vì thế nên chúng ta sẽ phải import cái dữ liệu ra trước. Đó, chúng ta phải import dữ liệu ra trước, sau đó chúng ta mới tiến hành cài đặt lùi hoặc là tiến cái nhiệt độ. Ở đây khi chúng ta muốn cài lùi hoặc cải tiến cái nhiệt độ thì chúng ta sẽ vào phần thứ 1, 2, 3, 4, vào phần thứ 5, Paramaster Set, chúng ta click vào đây. Rồi ok, như vậy ở đây thì chúng ta đã được cài đặt ở mặc định là 0.0, tức là chuẩn. Còn chúng ta muốn cài lùi thì chúng ta bấm xuống dưới đấy, âm 0 phần mấy độ, và cái này chúng ta có thể cài lùi được âm 0, âm 5 độ đấy, âm 5 độ là, và cài tiến được 5 độ. Sau khi chúng ta tìm được cái mốc mà chúng ta mong muốn là lùi mấy độ thì chúng ta sẽ set yes, máy nó sẽ báo tiếp một cái. Đó, máy nó báo tiếp một cái tức là đã ok. Sau đó chúng ta sẽ back trở ra thì dĩ nhiên cái nhiệt độ ở trên cái nhiệt động kế nó sẽ lùi theo đúng cái số mà chúng ta đã điều chỉnh. Sau khi chúng ta điều chỉnh cái nhiệt độ như vậy rồi thì chúng ta phải bấm giữ cái nút nguồn ở trên cái nhiệt ẩm kế khoảng 3 tới 5 giây. Ở trên cái nhiệt ẩm kế chúng ta sẽ có một cái nút nguồn ở dưới chữ GPRS6, thì chúng ta sẽ phải bấm giữ vào cái nút đó tầm độ khoảng 3 giây đến 5 giây thì nó sẽ báo tít một cái. Đây bây giờ mình sẽ bấm. Đó, nó kêu tít tít như vậy là được. Và ở trên màn hình của cái nhiệt ẩm kế Anytech nó phải có một cái hình tam giác chéo, thì như vậy là máy nó sẽ bắt đầu lại ghi lại từ số đầu tiên. Đó, các bạn nhớ nhé, là chúng ta cài đặt nhiệt độ tiến hoặc lùi thì trước khi cài đặt chúng ta phải lấy dữ liệu ra, sau đó chúng ta mới cài đặt. Vì nếu như không thì các dữ liệu ở đây nó sẽ biến mất và chúng ta không thể nào lấy được cái dữ liệu từ cái ngày hôm chúng ta cài đặt trở về trước. Như vậy thì đến khi mà kiểm tra thì chúng ta sẽ không có cái gì để chúng ta mang ra báo cáo. Và nhớ là khi chúng ta đã cài đặt xong lùi hoặc là tiến nhiệt độ thì chúng ta phải nhấn giữ cái nguồn đó khoảng 3 tới 5 giây. Thì khi nào nó kêu tít tít thì sẽ được. Đó, ở trên này thì hầu hết là về các cái để chúng ta cài đặt được. Còn đây sẽ là cái khi chúng ta cũng tích vào cái phần cài đặt đó, cài đặt nhiệt độ lùi hoặc tiến đó, thì ở bên đây nó có cái cột display time, thì chúng ta đang hiện tại là để 15 giây, thì chúng ta có thể là để 15 giây, 20 giây đến 60 giây, hoặc nếu không chúng ta nhấn vào cái trên cùng đây, đó là chúng ta sẽ để cho nó chạy cả ngày luôn. Đó, luôn luôn mình sẽ luôn luôn nhìn thấy là nhiệt độ là bao nhiêu. Sau đó chúng ta cũng vậy lại xếp lại. Đó, thì như chúng ta để như thế thì sẽ tốn pin rồi. Đó, mình cứ cài đặt thì nó sẽ báo tít một cái. Rồi, ok, như vậy là cái video này của mình tới đây là hết. Thì nếu như các bạn thấy hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh để khi nào mình có những cái video mới nhất thì các bạn sẽ thấy đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.